Timberland. Ngày xưa có ông già Trần nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một đứa con trai. Đứa con trai vốn người xấu nết, đần độn, lại là tay chơi bời lêu lỏng, không chịu học hành gì cả. Thấy con không lo nối nghiệp nhà, ông lấy làm buồn phiền, sợ của cải của mình sẽ có ngày đội nón mà đi. Nghĩ vậy, ông cất công đi tìm cho con trai một người vợ khôn ngoan đảm đang, may ra ngăn chặn được thằng chồng và bảo vệ cơ nghiệp của ông. Thầy giáo mới tới ông cao quá, thầy giáo mới tới. Dạ, mấy cái chín á, tụi nhỏ nó hái hết rồi. Bây giờ còn trái xanh không à, bà đem về nhà ít bữa nữa nó chín nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nha, bà về nha. Ông là người từ xa tới hả? Phải. Ông mệt và khát nước lắm đúng không? Con mời ông ăn khế nha. Cảm ơn cô gái, ta không ăn. Ta chỉ muốn tìm mua hai vật. Chẳng hay cô gái giúp ta được không? Ông cần mua hai vật gì? Một nắm gió, một bó lửa. Thấy cô gái là người có đủ đức hạnh, khôn ngoan, đảm đang hiếm có, nên ông quyết định trở về nhà sắm sửa lễ hỏi cho con trai làm vợ. Nhưng từ ngày có vợ, con trai ông lại càng thêm lêu lỏng, thường bỏ nhà đàn đúm với bọn vô lại. Lâu lâu lại trộm tiền của ông tung vào cuộc đỏ đen. Dần dần, ông buồn phiền thành bệnh. Trước khi chết, ông kêu con dâu đến dặn dò. Này, cha gần đất xa trời, chồng con, nó là cái thằng phá gia chi tử. Cơ nghiệp này chỉ còn lại một sớm một chiều mà thôi. Cha thương cho con xấu số. Từ lâu cha làm ăn, cha dành dụm được một hũ vàng, cha chôn ở sau giường. Con nhớ đừng cho chồng con biết. Nếu sau này chồng con nó thật sự ăn năn hối cải thì con hãy đem ra giúp nó làm lại cuộc đời. Nhớ, nhớ lời,
Cha ơi, đứa con trai sau khi cha qua đời lại càng chơi bời mặt sức. Người vợ khuyên lơn cầu khẩn hắn cũng chẳng nghe, lại còn phủ phàng với vợ. Nhiều lần vì cản trở hắn đánh đập vợ không tiếc tay. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay á, tôi từ cô. Cô muốn làm gì thì làm, tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Giấy tờ tôi chuẩn bị xong rồi, bây giờ là cô người tự do rồi đó, muốn làm gì thì làm. Người con dâu họ Trần sau khi bị chồng đuổi xua từ bỏ, nàng đổi họ thay tên, tìm đến một trấn mở một ngôi hàng nước. Chị ơi, má buồn quá à. Em ráng đợi một chút để chị xin người ta cái bánh nha. Cô chú ơi, em con nó đói quá, cho con xin cái bánh nha. Con sao vậy? Sao không con? Tội mà khác rồi, tội quá. Sao hai con nhà? Nhà ở đâu mà sao lại lang thang rách rưới như vậy? Cha mẹ hai con đâu? Phương thiếu thời. Thân sư hữu. Tập lễ nghi. Thiếu ưu thân. Sở đương chấp. Dung tứ tế. Cố gắng tìm được người này cho ta.
Bà chủ cho bác nước chè. Dạ dạ. Chị cho tôi hỏi có thấy người này không? Này tôi không biết, lạ lắm. Cảm ơn. Xin ông xin bà cho tôi ít tiền. Xin bà, xin ông bố thí cho tôi ít tiền, tôi sống qua ngày. Xin ông bố thí cho tôi ít đồ ăn đi. Dạng ra. Ông thích ăn mày gớm ghiếc. Tao đang bực mình, đừng có làng sàng trước mặt tao nha. Hả? Lưng dài vai rộng không chịu đi làm, ông mày không biết nhục sao? Bà chủ tính tiền. Ăn cũng ngon lành gì hết. Năm ấy, hạn hán kéo dài, lúa khoai chết dần chết mòn trên những cánh đồng nứt nẻ. Giá gạo lên dùng dục, ngoài đường ăn xin kéo đi cả đoàn, thật là thê lương. Tôi đã xin phép quan trên để phát phần gạo này cho mọi người. Xin nhận nơi đây tấm lòng của tôi. Chú nhưng mà hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hãy đến. Trời đất ơi, chú đợi từ nãy tới giờ á, mà nói thiệt cái cháu hôm qua giờ á, chú chưa có ăn gì hết á, bây giờ chú đang đói bụng lắm. Con nói hết gạo vậy á thì tội cho chú lắm. Làm ơn bố thí cho chú một ít gạo đi. Cháu cũng thấy tội cho chú, nhưng mà bây giờ chú thấy không còn một hạt gạo nào hết á. Mai chú đến sớm đi, cháu sẽ đông bù cho chú. Nên lần lượt đến đây nhận. Nhưng vì hôm qua hết gạo nên người đứng cuối cùng sẽ bị thiệt thòi. Mẹ con dặn là phải phát từ dưới trở lên. Vậy người cuối cùng sẽ được nhận gạo đầu tiên.
Vậy là sao? Xin lỗi chú, bây giờ hết gạo rồi, phiền chú ngày mai hay đến. Hết gạo là sao? Sao cứ tới chú là hết gạo vậy? Không lẽ số chú đen đủ vậy sao? Con có biết là chú đã cố tình tới đây thật sớm để được đứng hàng đầu tiên, vậy mà bây giờ con lại phát gạo từ dưới lên. Sao con đối xử với chú như vậy hả con? Dạ con cũng biết, đây là ý của mẹ con phải làm theo. Con không nhớ mặt chú hả? Chú là cái người hôm qua đứng ở hàng cuối cùng nè. Hôm qua đã không được cái hạt gạo nào hết, hôm nay cũng không được cái gì. Sao mà chú về được? Từ hôm qua giờ chú không có ăn gì hết đó. Chú đói bụng lắm. Bây giờ chú năn nỉ con á, bây giờ con vô nhà con coi có cái gì cho chú ăn lót dạ không, chú đói lắm rồi. Dạ chú chờ con một chút. Mẹ ơi, con thấy tội nghiệp ông ta quá à. Mẹ đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi. Con cứ ra nói với ông ấy là nhà ta không còn gì để cho. Nói ông ấy muốn có gạo thì ngày mai hãy đến xếp hàng. Nhưng mẹ ơi, con cứ làm theo lời mẹ đi. Dạ. Sao rồi con? Dạ mẹ con bảo ngày mai chú hay đến. Bây giờ nhà con không còn cái gì để giao chú hết. À, chú nhờ con cái này được không? Con có biết là ngày mai á là nhà mình sẽ phát gạo á, từ đầu hàng hay là cuối hàng vậy con? Dạ con cũng không biết nữa. Có lẽ anh ta đã mất kiên nhẫn và bỏ cuộc giữa chừng. Đúng là tính nào tật nấy, không thay đổi. Có phải mình đã đối xử quá hà khắc với chồng mình chăng? Nhưng thử thách này anh ta không vượt qua được thì mình cũng không tiếc làm gì. Bà con cô bác, hôm nay là ngày thứ ba gia đình con phát gạo cứu bà con qua cơn ngặt nghèo. Với số lượng gạo có hạn mà mọi người thì đến đông, bù lại hai ngày qua hôm nay mẹ con dặn dò sẽ phát hai đầu hàng. Người xếp cuối cùng và đầu hàng sẽ được phát một lúc. Kỳ vậy? Sao cứ mỗi lần tới tôi là hết gạo vậy? Hả? Mọi người ai cũng có phần hết, tại sao tôi không có? Ông trời đây muốn treo người tôi đúng không? Ông muốn tôi chết ông mới vừa làm phải không? Tôi không cần nữa. Tôi không cần mấy người thương hại tôi đâu. Tôi chết cho mấy người coi, tôi chết cho ông trời coi nè. Chú ơi,
chú có sao không vậy? Chú ơi, mẹ con hỏi là chú có biết làm việc gì không? Việc hả? Việc gì chú cũng làm hết á. Chú siêng năng, chú khỏe mạnh lắm. Con nói đi. Mẹ con thấy thương cho hoàn cảnh của chú nên là hỏi chú có muốn làm giúp việc nhà con không. Con cứ nói với bà chủ lớn á là việc gì chú cũng làm hết. Chỉ cần mỗi ngày á cho chú 3 bữa ăn thôi là chú sẽ làm hết, không bê trễ, chú siêng năng lắm. Dạ, vậy chú đi theo con. Tất cả mọi người nghe đây, mỗi người sẽ được nghỉ 3 ngày Tết. Ba chủ thưởng cho mỗi người 5 quan tiền để đánh bạc cho vui, hết thì cho thêm. Nè, dạ tôi không lấy đâu. Sao không lấy tiền? Tôi không đánh bạc đâu. Không đánh bạc? Đánh bạc thôi mà, 3 ngày Tết chơi cho vui nè. Ngày xưa cũng vì cờ bạc mà tôi mới ra nông nổi như thế này. Tôi đã buộc chỉ ở cổ tay và thề rằng là suốt cuộc đời này tôi sẽ không đụng vào nó nữa. Cũng vì cờ bạc mà vợ tôi mới bỏ tôi đi. Tôi chỉ sợ từ đây tới lúc tôi chết đi, tôi không gặp được nàng để nói những lời xin lỗi với nàng, tôi sẽ ân hận lắm. Tôi nghe anh nói thì thấy thương tình. Anh cứ cầm 5 quan tiền này đi tìm vợ đi. Nếu chưa tìm được, tôi sẽ cho thêm. Dạ, dạ đa tạ bà chủ, đa tạ bà chủ. Anh kia, có tìm được vợ hay không mà mặt mày buồn so vậy? Tôi đã đi tìm nhiều nơi nhưng mà không gặp. Thôi, anh vô phụ dọn mâm cơm lên nhà trên đi. Bữa nay á là ngày cúng giỗ của cha chồng bà chủ á. Mâm cơm tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi để trên bàn nha bà chủ. Hôm nay là ngày giỗ của cha. Con có làm mâm cơm mời cha về ăn. Cha có linh thiêng thì về chứng kiến cảnh vợ chồng con sum họp nghe cha. Cụ ông Trần Lai sinh năm Ất Dậu. Sao tên của ông này? Đó là bài văn tế để đọc trong ngày giỗ của cha chồng tôi. Cha chồng của bà chủ à? Đây là tên cha của tôi mà. Mình không nhận ra người vợ của mình sao? Mình tại sao mình lại bỏ chạy? Chẳng phải mình đã tìm kiếm mấy lâu nay để nói lời xin lỗi sao? Em đã nhận ra mình. Em đã dùng đủ mọi cách để thử mình. Em biết mình đã bỏ tất cả những thói hư tật xấu để tu chí làm ăn. Cho nên đúng ngày giỗ cha, em mới cho mình biết. Cha về chứng kiến cảnh vợ chồng con
đoàn tụ sum họp nghe cha. Cha, xin cha tha tội bất hiếu cho con. Mình ơi, mình tha lỗi cho anh nha mình. Mình đứng dậy đi. Hai con à? Dạ. Đây là hai đứa trẻ mồ côi. Nhân duyên đưa em gặp tụi nó để nhận làm con nuôi. Chào cha đi hai đứa. Cha. Cảm ơn cô gái, ta không ăn. Ta chỉ muốn tìm mua hai vật. Hai cô gái giúp ta được không? Ông cần mua hai vật gì? Một nắm gió, một bó lửa. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay á, tôi từ cô. Cô muốn làm gì thì làm. Tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Giấy tờ tôi chuẩn bị xong rồi. Bây giờ là cô người tự do rồi đó, muốn làm gì thì làm. Giang ra. Buông ra. Ăn mày gớm ghiếc. Tao đang bực mình đứng làng sàng trước mặt tao nha. Hả? Lưng dài dây rộng, không chịu đi làm. Ăn mày ăn nước nhục sao? Chú ơi, mẹ con hỏi là chú có biết làm việc gì không? Việc hả? Việc gì chú cũng làm hết đó. Chú siêng năng, chú khỏe mạnh lắm. Con nói đi. Mẹ con thấy thương cho hoàn cảnh của chú nên là hỏi chú có muốn làm giúp việc nhà con không. Còn cứ nói với bà chủ lớn á là việc gì chú cũng làm hết, chỉ cần mỗi ngày á cho chú ba bữa ăn thôi là chú sẽ làm hết, không bê trễ, chú siêng năng lắm. Hôm nay là ngày giỗ của cha, con có làm mâm cơm mời cha về ăn. Cha có linh thiêng thì về chứng kiến cảnh vợ chồng con sum họp nghe cha. Cụ ông Trần Lai sinh năm Ất Dậu. Sao tên của ông này? Đó là bài văn tế để đọc trong ngày giỗ của cha chồng tôi. Cha chồng của bà chủ? Đây là tên cha của tôi mà.